Năm 2020, nữ vận động viên Điền Kinh Hà Tư Ngưng đã bất ngờ nổi tiếng vì một khoảnh khắc lướt qua ống kính máy quay tại sự kiện chạy vượt rào của Đại hội Thể thao Tây An, Trung Quốc. Thần thái cuốn hút cùng gương mặt thanh thoát, vóc dáng khỏe mạnh của cô đã lập tức khiến khán giả phải ngất ngây. Sinh ngày 15 tháng 8 năm 2003, Hà Tư Ngưng năm nay vừa tròn 20 tuổi và là thành viên của đội Điền Kinh Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Từ nhỏ, cô đã có năng khiếu thể thao và từng theo học khiêu vũ. Ban đầu, cô được hướng dẫn nhảy cao nhưng sau đó, vì khám phá năng khiếu vượt rào tiềm ẩn, Hà Tư Ngưng đã chuyển sang môn chạy vượt rào. Dù có xuất phát điểm muộn, nhưng cô đã tiến bộ nhanh chóng nhờ tài năng vượt trội và sự khổ luyện chăm chỉ. Năm 2017, khi mới luyện tập được 3 năm, cô đã giành chức vô địch 100m vượt rào nữ tại giải vô địch Điền Kinh học sinh trung học quốc gia. Bên cạnh thành tích thể thao ấn tượng, Hà Tư Ngưng còn được nhiều người nhận xét rằng có nhiều nét tương đồng với nữ diễn viên nổi tiếng Hong Kong, Trung Quốc, Trương Bá Chi thời trẻ. Với tài năng và ngoại hình cuốn hút, Hà Tư Ngưng hứa hẹn là một nữ vận động viên đáng chú ý trong làng Điền Kinh Trung Quốc. Được biết, Hà Tư Ngưng đang tiếp tục nỗ lực không ngừng trong việc rèn luyện kỹ năng và phấn đấu để đạt được những thành tích cao hơn trong tương lai. Sự nghiệp Điền Kinh của cô đang đi lên chóng mặt và đây chắc chắn là một trong những tên tuổi triển vọng đáng chú ý sẽ cống hiến cho môn thể thao vượt rào, góp phần làm sáng tên Trung Quốc trên bản đồ thế giới Điền Kinh.